Cảnh sát Séc cảnh báo về tội phạm tham nhũng khi cấp visa cho người Việt Nam. Người nước ngoài nhập cảnh vào Cộng hòa Séc ngày càng nhiều, đem theo các tệ nạn xã hội du nhập vào đây như đưa người, buôn lậu và các nhóm tội phạm hình sự từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hôm 5 tháng 12 năm 2018, Đài Phát thanh Cộng hòa Séc đã đưa ra thông báo của cảnh sát Séc cảnh báo về tội phạm có tổ chức của người nước ngoài. Trong báo cáo hàng năm, đơn vị đặc nhiệm của cảnh sát Séc trong cuộc chiến đấu chống tội phạm có tổ chức đã cảnh báo nạn cưới giả với người Thổ Nhĩ Kỳ, ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc về tệ nạn tham nhũng trong việc cấp visa cho người Việt Nam. Ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc và tệ nạn tham nhũng trong việc cấp visa cho người Việt Nam. Báo cáo cho biết, thỏa thuận kết hôn giả là một xu hướng mới. Thông qua việc kết hôn, đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng xin được giấy phép lưu trú ở Séc hoặc ở các nước khác trong EU. Đơn vị đặc nhiệm này cũng cảnh báo về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Séc. Ảnh hưởng này càng được khuyến khích thông qua lập trường tự do đối với đầu tư của Trung Quốc. Cảnh sát cũng lưu ý tới hiện tượng tham nhũng khi cấp visa, đặc biệt đối với người Việt Nam. Trong một diễn biến khác, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin hôm 23 tháng 7 năm 2017 đã có nhiều người gốc Việt đang định cư ở Séc tham gia hỗ trợ mật vụ Việt Nam như ông Đào Quốc Oai, Lê Anh Tú, Nguyễn Hải Long. Các cán bộ cấp cao của Bộ Công an Việt Nam cũng xâm nhập vào lãnh thổ nước này để sử dụng như một trung tâm hậu cần tổ chức phạm tội tại Đức. Hôm 21 tháng 6 năm 2018, trong một phiên họp của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội là cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc, ông Lubomir Zaoralek, cho rằng Việt Nam là tâm điểm của tội phạm có tổ chức. Quốc gia này đã trở thành một nguy cơ an ninh hàng đầu. Kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2018, Cộng hòa Séc đã chấm dứt việc cấp visa dài hạn cho người Việt Nam sang Séc theo mục đích lao động và kinh doanh vì lo ngại sự bất ổn về an ninh nội địa. Các bạn vừa nghe bài của Lê Anh, Thời báo.de qua phần trình bày của Ý Nhi ngày 8 tháng 12 năm 2018. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Chào các bạn!